nhà ai bố có buồn không? Có. Rồi để tôi nghĩ xem có gì hay hay không ta. Có gì hay hay hai bố con mình làm cho nào. Có rồi, bố con một cái này rất hay. Bây giờ bố con mình cũng đi nhá. Ok. Đi thôi. Let's go. Ok. Chào bố. Nay bố sẽ cho con một bí mật mà chưa ai nói cho con biết. Đi, theo bố, đi. Nói này. Bí mật này mẹ mày không biết. Chú khỏe không biết. Mỗi mình bố biết. Tên tên tên. Bố sẽ vặt quả này cho con. Muốn ăn không? Đã. Vặt quả này hai bố con mình chấm muối, muối mì tôm. Ok, ok. Tối đừng nói cho mẹ biết nha. Bây giờ bố rửa. Cái quả dưa này rửa sạch 100%, không phun thuốc sâu, không còn vỏ, rửa qua lấy muối ăn luôn. Ok. Này. Tăng tăng này. Ok, bố cho mấy muối mì tôm cho vào đây, bố cho mình lấy trái quả này. Muối mì tôm hầm hào qua dạo ngon nhất. Đây bố đây là muối mì tôm hầm hào đấy. Đâu qua để thấp xuống. Đây muối đây. Qua đây. Mình nướng đi nữa ăn à? Đây đây. Ngon hào hào. Rất là ngon. Bố con mình mưng một nửa đấy, bố ăn trước. Ừ. Cái nào bé nhất là của con. Con không ai lo được à? Nói cái ăn đầu này, em mới ăn đầu này. Cái ăn đầu nào? Cho bé ăn đầu này nhá. Bố ăn đầu này ăn đắng, bố ăn trước. Bố ăn thử. Cho bố ăn nhá. Vâng. Cảm động sao hả bố mẹ? Nó ngon. Nó mát mát. Nó giòn giòn. Nó lại còn giòn giòn, nó hơi mềm mềm. Nó thanh lắm. Mà ăn cảm giác không sợ bị đau bụng vì cái dưa nhà trồng được. Thì bố ăn vào giống giống kẹo không? Không, thế mày ăn mới biết. Thế bố quay mày ăn. Ngon lắm. Ăn nó ngọt ngọt. Hết rồi. Bởi bố vào bố nhìn thấy em dậy rồi. Cứ ăn đi chứ. Không ăn nhanh chứ tao đang ăn hết. Bố cậu với em là bố mấy chị gì ở chưa? À, bọn em ngủ. Đùa à? Tối về bố khoe mẹ ăn. Ừ. Để tối về bố khoe mẹ nhé. Không. Bố khoe mẹ mày ăn dưa. Chứ khoe mẹ bố là bố vào dưa à? Có vị gì á? Vị hơi mặn ở dưới. Chấm ít muối thôi. Ăn dưa mẹ không? Mình hơn bố ăn. Bố chấm luôn. Bố cứ ăn đi. Không, đỏ hết rồi. Không. Ngon lắm các bạn ơi.
Dô. Rau dưa chuột qua hạt giống như dưa hấu á. Rau dưa chuột qua hạt giống như dưa hấu đấy. Dưa nào cho có hạt? Nào cũng có hạt à? Nhưng quả dứa không có hạt. Ăn đến đây đắng, nó có cùi này. Hơi đắng. Đấy. Ở con. Chỗ này nó không đắng. Nó chỉ đắng cái đồ cuốn mà. Đồ không đắng. Ở bố. Bố đắng nó rất nhiều. Đâu hả? Rất nhiều. Bố ăn quả thật đắng. Ừ. Bố ăn quả thật đắng. Ai chỉ thích ăn ngọt. Nhưng mà đôi khi có gì vẫn ăn... phải ăn đắng. Tôi chỉ thích ăn cay và ăn ngọt thôi. Còn bố, hôm mai mua nhiều ớt cho mẹ ăn nhé. Con chỉ ăn miếng ớt thôi. À, ăn được ớt hả? Hay là bố cho nêm mắm để cho đường ớt vào ăn là vị gì? Ai biết rồi. Ăn hết cái đấy là đi uống coca nhé. Vâng. Nói lên bơ mạnh đây. Ok, ăn xong uống coca. Này. Sao buồn đấy? Ngã rơi. Con ăn nó rơi à? Ăn luôn cẩn thận thì rơi. Hôm mai kiếm quả khác ăn. Nếu có quả nào đâu mà ăn. Vẫn còn một quả nữa nhưng mà mẹ không biết bố giấu hết rồi. Mai bố sẽ nói. Chán à? Thế chán rồi kiếm gì chơi nhỉ? Không biết. Ok, thế thì để video sau bố sẽ kiếm gì cho con chơi nha. Ok. Vâng.